Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Vì Trẻ Em. Chương trình do Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, nhiều năm qua, việc triển khai thực hiện các nội dung về chăm sóc và bảo vệ trẻ em nói chung ở các vùng dân tộc thiểu số nói riêng đã được các ban ngành, các tổ chức đoàn thể triển khai dưới nhiều hình thức, nhất là sự vào cuộc của các cấp hội phụ nữ ở các địa phương. Chị em hội viên không ngừng nâng cao kiến thức, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi bà mẹ trong bảo vệ, chăm sóc con cái tại gia đình, từ đó lan rộng ra cả cộng đồng. Những thay đổi trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong các gia đình đồng bào dân tộc Châu Ro tại huyện Châu Đức sẽ được chuyển đến quý vị trong chương trình hôm nay. Phần nào giúp chúng ta có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này, kính mời quý vị theo dõi. Nhà chị Đào Thị Long ở thôn Tân Châu, xã Bầu Trinh. Những ngày này, khi dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, hai con của chị ở nhà học trực tuyến để đảm bảo an toàn. Thời gian này, chị Long sắp xếp việc nương rẫy và công việc của tổ đoàn kết khu dân cư, nơi chị đảm nhận vai trò tổ trưởng để ở nhà chăm sóc và theo dõi việc học của các con. Hướng dẫn chị vẽ con gái đang trong tuổi dậy thì những bài học khó và cả những câu chuyện khó nói của tuổi mới lớn. Kiểm tra kèm cặp đứa con trai nhỏ đang học cấp 1 những phần kiến thức mà con chưa theo kịp trong các buổi học trực tuyến. Tranh thủ thời gian, chị Long còn chỉ dạy cho các con những tình huống được liên hệ từ thực tế của gia đình, của cộng đồng xung quanh, vừa giúp con hiểu bài sâu, vừa có thêm những kỹ năng trong cuộc sống. Ở nhà thì mẹ dạy con là, ví dụ như mà có ba con dẫn người lạ mặt vô nhà nhậu, có mẹ ở nhà thì con ở trong phòng đóng cửa với khóa cửa trong. Còn nếu không thì con chạy qua nhà bà ngoại ở để tránh bị xâm hại. Nếu có người lạ tới hỏi tìm ba mẹ thì con sẽ nói là nếu mà có chuyện gì thì quay lại tìm ba mẹ con sau. Nếu như trước đây dạy cho các con những bài học về giới tính, về chăm sóc bảo vệ bản thân, thì chị Long cũng như nhiều bà mẹ ở đây ít quan tâm đến. Nay khác trước rất nhiều, đã trở thành những vấn đề được nhắc đến thường xuyên, hàng ngày. Tận dụng sự phát triển của công nghệ, của mạng Internet, hàng ngày sau giờ học của các con, ba mẹ con chị Long lại cùng nhau lên mạng, lên YouTube, cùng xem và tìm hiểu về những clip tư vấn về giới tính, về cách chăm sóc bảo vệ bản thân từ các chuyên gia y tế, chuyên gia tư vấn tâm lý. Vậy nên những điều chị Long dạy dỗ, chỉ vẽ cho con không chỉ đơn thuần chỉ lý thuyết mà rất thực tế, lại sinh động. Điều này giúp các con chị tiếp cận thông tin dễ dàng, giúp những bà mẹ như chị Long có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng trong chăm sóc bảo vệ trẻ em để cùng chia sẻ với nhau tại các cuộc họp do Hội Phụ Nữ Xã hoặc Tổ Dân Cư tổ chức. Người đồng bào mình thì ít quan tâm cái vụ đó. Em đi làm tuyên truyền chị em là có những con cái, con gái, nói chung là đặc biệt là con gái trẻ em, là mình nên quan tâm nhiều, tâm sự với con cái nhiều, mà kể cái cách nó sống như thế nào. Và không có tiếp xúc người lạ khi, nói chung ba mẹ đi làm, để con trong nhà, để dặn con cái khi người lạ kêu, đừng có trả lời. Khi mà những trường hợp mà em nói là khi các tụi em đi tuyên truyền, em cảm thấy là có cái khúc mắc mà em thấy là không ưng ý, em sẽ vận động với ban ngành, ban công an, với công an thôn, công an ấp đi với em là đi vận động gia đình đó. Cũng có con gái đang tuổi dậy thì, nhà lại ở gần đường giao thông chính của xã, xe cộ, người qua lại nhiều, nên chị Dương Thị Thu Trang, nhà ở thôn Lộ Ồ, xã Đá Bạc, rất quan tâm đến chăm sóc bảo vệ con. Chị Trang cho biết, những năm gần đây, gia đình có điều kiện nên chăm lo về vật chất tốt hơn cho con. Nhưng xã hội phát triển cũng là một trong những mối nguy hiểm tiềm ẩn cho sự an toàn của các trẻ em gái nói chung, trẻ em gái người dân tộc nói riêng. Vì thế, bên cạnh những kiến thức ở trường, thì gia đình có vai trò quan trọng chăm sóc, giáo dục và giúp con hình thành những kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Vậy nên hàng ngày, chị Trang luôn gần gũi, tranh thủ mọi lúc mọi nơi để chỉ cho con những việc cần và những điều nên tránh, để con có thể tự bảo vệ bản thân một cách tốt nhất. Thì nói chung là mỗi ngày mà khi mà vợ chồng mà đi vắng là dặn con là không có nên tiếp xúc ra ngoài nhiều, tránh xảy ra những điều đáng tiếc. Thì mỗi lần mà đi, nói chung là đi công việc rồi đó, là cũng dặn con như vậy. Thì mỗi lần mà có khách của ba, nhất là nói chung là đi bạn nhậu đi, là hay đi vô nhà chơi á, là chị cũng nói với con là mỗi lần mà bạn ba tới nhà thì con nên tránh mặt, con cứ ngồi yên một chỗ, không nên đi vô đi ra ngoài người ta chú ý á. Rồi người ta nói chung là xảy ra những điều không biết trước được. Nhưng mà người thân
khách giới mà rủ mình đi chơi hay gì thì con sẽ từ chối. Hoặc là mình có thể đi, mình có rủ thêm bạn mình đi. Khi mà ba mẹ mà đi đâu vắng nhà á, có một mình con ở nhà, con cũng sợ, xong rồi điện về cho ba mẹ kêu là về gấp. Theo con nghĩ là ba mẹ đã thực sự quan tâm con rất nhiều, cho con cảm giác tình yêu thương rất là to lớn. Những năm gần đây, bên cạnh việc hỗ trợ chị em phụ nữ vùng đồng bào dân tộc phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, thì việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người mẹ trong giáo dục, bảo vệ con cái cũng được các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Châu Đức xem là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Thông qua các mô hình câu lạc bộ gia đình hội viên, qua các buổi sinh hoạt, chị em được tiếp cận với nhiều thông tin hữu ích trong việc chăm sóc, nuôi dạy con cái. Đội ngũ cán bộ hội phụ nữ ở cơ sở tích cực đến tận các gia đình để trò chuyện, kịp thời nắm bắt những vướng mắc của mỗi gia đình, chia sẻ tư vấn cách xử trí trước những nguy cơ đe dọa đến sự an toàn của trẻ để phụ huynh có hướng bảo vệ con em mình. Gần đây thì các trẻ em thì quan tâm thì các chi hội thì tới nhà các phụ huynh có con em nhỏ với lại độ tuổi thiếu niên, mình cũng vận động nói là để vận động các em lứa tuổi cũng phải đi đâu hay ở nhà mình cũng phải cảnh giác, hoặc nhiều khi ba mẹ đi vắng, người lớn đi vắng, còn mình nhà thì mình phải tự bảo quản bản thân mình ở nhà. Thông qua các hoạt động sinh hoạt, các hội trưởng với lại tổ trưởng rồi mấy một quý thì mình có hội họp, rồi mình cũng vận động tuyên truyền rồi cái tệ nạn xã hội cho thanh niên dưới tuổi thiếu niên để biết, để mà cùng giúp đỡ lẫn nhau. Nhờ sự kịp thời sâu sát của chị em phụ nữ, những năm gần đây, công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em gái tại các vùng đồng bào dân tộc sâu rò đã được nâng lên rõ rệt. Các em biết giúp đỡ cha mẹ công việc nhà, quan tâm đến mọi người trong gia đình, nhất là biết cách để tự bảo vệ bản thân khi ra đường hoặc ở nhà một mình. Mình thì con thường học online rồi làm việc nhà. Chưa về thì con có làm đồ ăn để ba mẹ ăn cơm trưa. Nhiều khi ở nhà một mình con cũng thấy cảm thấy là hơi lo sợ. Khi nhiều khi có người lạ tới thì con sẽ không có tiếp xúc với họ. Mà người có khi là người quen tới thì con sẽ nói họ là báo với lại ba mẹ của con trước, và có công việc gì thì con sẽ nói lại với ba mẹ của con. Nếu như là trường hợp mà có người lạ nào đó đến nhà, con sống ở đây thì ở xung quanh ở đây là có thân quen với gia đình mình hay không, như là nếu như có chuyện gì thì con có chạy ra ngoài? Dạ có. Con nói nguyên câu giúp con. Dạ, nếu mà người lạ vào nhà mà có ý vào nhà có ý định làm gì đó thì con sẽ chạy ra ngoài. Ví dụ như ở bên nhà thì có nhà hàng xóm thì con sẽ qua nhà của họ để có những sự trợ giúp. Với sự quan tâm, chăm lo của chính quyền các cấp trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho vùng đồng bào dân tộc. Theo đó, cuộc sống của các gia đình bà con Châu Rò ở Châu Đức đã từng ngày thay đổi. Đời sống khá giả hơn, con em được chăm sóc, được học hành đến nơi đến chốn. Nhưng đáng lưu ý là sự thay đổi trong cách suy nghĩ cũng như việc dạy dỗ con em của các bà mẹ vùng đồng bào dân tộc Châu Rò đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ trẻ em ở địa phương. Trong nhiều năm trở lại đây, số vụ trẻ em trong vùng bị xâm hại, bị bạo hành gần như không xảy ra. Thưa quý vị, không chỉ quan tâm đến đời sống của hội viên và gia đình, hiểu rõ ý nghĩa của việc bảo vệ an toàn cho con trẻ đối với mỗi người mẹ trong gia đình, các cấp hội phụ nữ huyện Châu Đức đã và đang có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em nói chung. Bà Võ Lệ Huyền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức đã có những chia sẻ với chương trình xung quanh nội dung trên. Kính mời quý vị theo dõi. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã tổ chức các cái hoạt động như là hội thảo, tập huấn, tức là trang bị các cái kỹ năng cho phụ nữ nói chung, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, những cái kỹ năng về giáo dục con cái, rồi chăm sóc con cái. Rồi chúng tôi cũng đẩy mạnh cái cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, bởi
đối với phụ nữ dân tộc thiểu số thì đâu đó cái nếp nghĩ, nếp sinh hoạt đôi lúc vẫn còn mang cái tính chất là không có được đảm bảo cái vệ sinh cho lắm. Trong cái năm không thì chúng tôi cũng chủ yếu tập trung cho phụ nữ dân tộc thiểu số, làm sao đó để dạy bảo con em mình không vi phạm các cái tệ nạn xã hội, làm sao đó để các em có những cái kỹ năng phòng tránh cái việc xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục. Chúng tôi cũng đã có cái dịp đi thăm các cái gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, thì chúng tôi cũng thấy trong các cái công tác là chăm sóc giáo dục trẻ em cũng rất là tốt. Nhiều gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số đã có con em học rất là chăm ngoan, rồi con cái cũng đã rất là thành đạt. Và cũng một cái điều mà chúng tôi cũng đáng mừng nữa đó là mặc dù trong thời gian qua trên địa bàn huyện Châu Đức cái số lượng mà trẻ em gái bị xâm hại tình dục nó cũng khá là cao, tuy nhiên trong số đó thì không có trẻ em gái nào nạn nhân là người dân tộc thiểu số đó. Chương trình Vì Trẻ Em kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.